thời gian gần đây một số khu vực tại Hà Nội bị cắt điện trong bối cảnh nắng nóng bị cắt điện khiến cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân gặp ảnh hưởng và trước nhiều bức xúc của người dân, EVN Hà Nội đã chính thức lên tiếng theo đó cơ quan điện lực cho biết nắng nóng ngày gắt kéo dài đã khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố thậm chí nguy cơ cháy nổ cũng sẽ tăng cao so với bình thường để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện một số khu vực trên địa bàn Hà Nội đã phải ngừng giảm cung cấp điện khẩn cấp. EVN Hà Nội mong nhận được sự chia sẻ của khách hàng đối với những khó khăn về cung cấp điện ở thời điểm hiện tại. Đồng thời, mong khách hàng các cơ quan công sở và nơi sản xuất sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào các khung giờ cao điểm tiêu thụ điện từ 10 đến 14 giờ và 20 giờ đến 23 giờ hàng ngày.